brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Cho em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, tất cả những cô dì, chú bác, anh em, bạn bè đã đến và ủng hộ cho buổi lễ khai trương Cherry Tea & Food ngày hôm nay. Thì thực chất là ngày hôm nay thì chương trình diễn ra có thể là một chút nó hơi muộn một chút. Tại vì là đến thời điểm hiện tại thì nó chưa được theo những cái kế hoạch mà mình mong muốn. Thì sau đây thì chương trình thì sẽ được bắt đầu. Thì em là chủ của nhà hàng, xin phép được gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô dì, chú bác, anh em, bạn bè đã đến bớt chút thời gian đến và giao lưu cùng với quán với em ngày hôm nay. Thì em xin phép cảm ơn mọi người và chúc mọi người sức khỏe, bình an. Vâng, xin cảm ơn ạ.